Video này nói về nhiễm trùng đường hô hấp trên. Từ câu trích dẫn bên dưới, ta biết rằng một cái viêm họng, một cái nhiễm trùng đường hô hấp trên, đa số nguyên nhân của nó là do con virus, chiếm hơn 50%. Phần còn lại là do con streptococci. Nhưng có một điều cần phải nói rõ rằng, để một bệnh nhân nhiễm trùng đường hô hấp trên do vi khuẩn thì đầu tiên người đó phải nhiễm con virus cúm cái đã, rồi sau đó nhiễm con HI, rồi nhiễm con Moraxella catarrhalis, rồi mới nhiễm con Streptococcus pneumonia. Tóm lại, đa số nguyên nhân của nhiễm trùng đường hô hấp trên là con virus cúm, phần còn lại phải chịu trách nhiệm là con Streptococcus pneumonia. Bây giờ ta giả định có một em bé 5 tuổi bị nhiễm trùng đường hô hấp trên và là con của một người bác sĩ, thì người ta có cho sử dụng kháng sinh liền hay không? Ta cần so sánh rằng để làm một cái xét nghiệm procalcitonin thì giá thị trường là khoảng 300.000 đồng. Để điều trị một cái nhiễm trùng đường hô hấp trên bằng kháng sinh trong khoảng 5 cho tới 7 ngày thì cái giá thành của nó trung bình là khoảng 100 cho tới 120 ngàn đồng. Nói tới đây, chắc quý vị cũng đã đoán được thì người ta sẽ làm xét nghiệm procalcitonin trước, vì đa số nguyên nhân ở đây là virus. Còn trong trường hợp em bé đó là con của một cái gia đình nghèo thì ta có thể đoán được người bác sĩ sẽ cho điều trị kháng sinh luôn, vì trong trường hợp này 300.000 đồng mắc hơn nhiều so với 100.000 đồng.